Xin chào tất cả mọi người. Nhìn bối cảnh này thì mọi người có nghĩ là Phương đang ở Hải Phòng, Móng Cái hay là một ngôi đình ở Hà Nội hay không? Hiện tại Phương đang ở đình Hát, Hà Thiện của làng Vạn Vĩ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nơi đây có người dân tộc Kinh Trung Quốc sinh sống. Và hôm nay là một ngày lễ rất là lớn của người dân tộc Kinh ở đây, ngày lễ hát cửa đình. Thì không biết là mọi người có còn nhớ ông cụ mặc áo màu vàng ở đằng kia hay không? Con chào ông. Ông ơi, ông còn nhớ con không? Dạ. Hôm bữa ông hát và hôm qua tắt nước bên đình thì có rất là nhiều người cảm động luôn. hôm qua tắt nước bên đình, bỏ quên chiếc áo bên cạnh hoa thêm. Dạ. Anh Nhật xuân xin hai là đem về làm tin trong lòng, trong lòng. Dạ. Áo ăn chỉ đường ta vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Dạ. Áo chỉ đã lâu phải mượn cô ấy về khâu cho bên. Hôm nay là vặn quá cho nên là hát không có được ngọt ngào như hôm trước. Bác bây giờ già rồi hát không hay rồi. Dạ. Hôm nay là ông đến đây để làm thư ký hả? Mình làm thư ký để công bố cho người. Được chơi người xem, người đây là góp tiền góp của làm tiền đám đấy. À, là người tham dự hôm nay là sẽ góp để là làm tiệc hôm nay. Dạ. Hôm nay bắt đầu một chủ nhật cho đến rằm, hôm rằm mới kết thúc. À, đến rằm mới kết thúc là. Dạ. Con cảm ơn ông nghe. Dạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Phương China Vlog. Cứ ngỡ đến Tam Đảo lần này sẽ không còn cảm giác vừa lạ vừa quen nữa, mà chỉ có cảm giác quen thuộc vì ở đây có các cụ ông bà đều nói được tiếng Việt. Và từ hôm qua đến giờ mình cũng gặp lại nhiều ông bà mà mình quay video trước đây. Nhưng lần này cảm giác vừa lạ vừa quen này có khi còn nhiều hơn với lần trước nữa. Trong lễ hội hát cửa đình thì hình ảnh cô chú, anh chị mặc áo dài, đánh trống, đánh chiêng thường xuất hiện trong ngày cúng lễ ở Việt Nam cũng được xuất hiện ở đây. Ngoài ra còn có các tiết mục mang đậm chất bản sắc văn hóa dân tộc của người Kinh ở Việt Nam như đánh đàn bầu hay ca múa trong trang phục áo dài. Nhưng khi nhìn thấy những người mặc trang phục truyền thống của Việt Nam, đọc những bài cúng điếu bằng tiếng Trung hay biểu diễn những tiết mục ca hát bằng tiếng Trung, hoặc nếu có biểu diễn bằng tiếng Việt thì nghe qua sẽ biết ngay đó không phải là người Việt Nam biểu diễn, thì mình mới giật mình nhớ lại mình đang đứng ở kinh tộc Tam Đảo chứ không phải đứng trên đất Việt Nam. Lễ hội hát cửa đình thể hiện và truyền đạt được văn hóa của người Kinh Tam Đảo Quảng Tây, có tác dụng quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa. Tham gia vào lễ hội mình thật sự bất ngờ vì lễ hội được tổ chức rất hoành tráng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng được tổ chức cùng nhau. Lễ hát cửa đình của người Kinh Tam Đảo có thể chia thành 5 phần: rước thần, tế lễ, nhập tịch, lễ hội hát cửa đình và tiễn thần. Để hòa mình vào trong không khí của ngày hội, Phương cũng chọn một bộ áo dài đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày lễ hát cửa đình. Lễ rước thần sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng. Đoàn người sẽ di chuyển từ Hà Đình đến biển, làm các thủ tục cúng điếu để rước thần, sau đó sẽ quay trở về. Anh mỗi năm là hai chiến là có một lần hả? Hả? Mỗi năm là hai chiến có một lần hả? Một năm một lần. Mỗi năm một lần. Nhưng mà bây giờ là đi rước thần biển hả?
Không biết hát. Đi đón thần. À, đi đón thần. Thần về. Cũng là 6 ngày hả? À, bao nhiêu ngày? À, 7 ngày. 7 ngày. 7 ngày. 7 ngày. Cũng đến 10 năm. À. Ăn hết thuộc ấy. À, ở đây là làm mấy năm là cũng làm lớn như vậy hả? Một năm lần này. Mùng 9 tháng 6. Tháng 9. Dạ. Mà hình như là lễ này còn lớn hơn cả Tết năm mới được không? Hai chị bị cô đến ta mà. Ờ, giang ta hả? Kinh tục làm ấy. Người kinh tục với đúng là người đồ sơ dùng Hải Phòng đấy không phải đó. Người Hải Phòng cũng có làm cái này hả? Đúng, muốn cái chặt cổ. Muốn cái chặt cổ. Cô Giống Thế. Cô làm mùng một. Tháng 6. Mình là đi vào mùng 9 tháng 6. Và hôm nay có người Việt ở bên Hải Phòng quá không anh? Hả? Hôm nay có người Việt Nam mà bên Hải Phòng quá không? Là cũng qua đây để cúng hả? Rồi em. Làm cho. Rồi ngày mùng 1 tháng 6 là mình cũng qua lên Hải Phòng cúng. Dạ. Vậy là ngày này là mọi người là đều được nghỉ lễ để về. Hôm nay là mọi người đều được nghỉ lễ hả? Xin thêm mấy cái lần thôi. Tham gia mà. Cái này nghĩa. Làm ở cửa khẩu nào? Em nói miền Tây vậy à? Miền Trung. Miền Trung à? Quảng Nam. Quảng Nam vậy à? Đúng. Anh là người Trung Quốc. Anh đi Việt Nam lần nào chưa? Đi nhiều. À. Mấy hôm trước đi 30 thuộc đấy. À, đi làm cái đó hả? Làm đi ăn sầu riêng. Dạ, bán sầu riêng. Đi ăn thôi. À, đi ăn sầu riêng chưa hả? Trên mình đi bên kia ăn sầu riêng thoải mái. À. Trên này bán tắt quá, đi bên kia ăn này chỉ có 20-30 nghìn một cân này, ăn thoải mái luôn. Tại sao anh không mặc áo dài? Ở đây. Em ơi, áo này chuyên môn quấn thần. À, áo này là chỉ áo thần cho em coi xíu. Áo này để lúc đi đón thần. Đúng rồi, quấn thần này. Xem chú. 2023 này. Bây giờ thì đoàn Đức Thần đã đến biển rồi. Ở đây thì có rất là nhiều khách du lịch tắm biển và một số thì tham gia Đức Thần ở đằng kia. Mình sẽ cùng đi qua bên kia để xem Đức Thần. Đây là đoàn người đi Đức Thần. Có rất là nhiều cô, nhiều chị hay là các bạn gái mặc áo dài đội nón lá. Còn đàn ông thì mặc áo dài khăn đóng để Đức Thần. Nếu mà không nói này là Trung Quốc thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là Việt Nam đúng không? Thank you.
ngoài bãi biển vạn vĩ thì sẽ có những biểu tượng cô gái, chàng trai và áo dài. Nguyên cả khu này thì trưng bày đàn bầu. Có rất là nhiều đàn, có rất là nhiều cô gái đang mặc áo dài đứng này để đánh đàn bầu. Đi học đi sư tiên chủ mà. Đi hơi sư tiên chủ mà. À, em đến đây hôm nay đến đây để đánh đàn bầu hả? Có thể đánh một đoạn không? À được. À đúng. Dạ, anh có thể giới thiệu cho em biết một vài chút về lễ hội hát cửa đình ở Tam Đảo không? Nói chung cái lễ hội hôm nay ấy, mỗi năm có một lần. Dạ. Mùng 9 tháng 6. Dạ. Là tất cả dân chúng và ở tổ thị xã Đông Hưng
và thông phần lành cảng và kinh đảo một thôn và có bên trà cổ mấy đình và tất cả có anh em bên Việt Nam cùng lại đây dự lễ và nói chung là năm nay nhất là vui. Ngày lễ hát cửa đình là sẽ gồm những hoạt động nào vậy hả anh? Tức là mỗi năm nhất lễ thì từ cổ chí kim thì cũng là giữ lấy cái lễ đây để trước ngày còn phong kiến chưa có y học văn hóa thì nhờ thần thánh giữ cái lễ này là cúng vái được nhờ năm vị vua cha kêu ngài về tạ ngự long đền bảo quốc hộ dân cho dân an quốc và sức khỏe tẻ bình yên, gọi là từ xưa đến giờ mà dân chúng có vắng đầu và có gì tai nạn thì cũng được nhờ như thần phù thánh hộ được dân chúng được mạnh khỏe và đến bây giờ có đảng có y học và có đảng lãnh đạo và phù hộ cho dân chúng trong chỗ quốc toàn quốc này cũng được được cái thiểu số dân tộc kinh tộc của ta được nhà nước quan tâm và ưu tiên và tất cả dân cũng được giàu, nước cũng được mạnh, hồi lễ cũng tốt. Tức là ngày lễ hôm nay là mình sẽ rước thần về giống như là cảm tạ thần đã phù hộ cho dân chúng mình được bình an, mạnh khỏe đúng không ạ? Vâng, cũng như cái lúc ông Phó Đình bao hồi tống tiền để cho dân chúng giả đức thánh cho đều để cho mỗi nên nhất lễ thì đón năm vị vua cha về tạ ngự long đền bảo quốc hộ dân cho dân an quốc già để sức khỏe trẻ để bình yên để được cầu phúc phúc lai cầu lục lục đến cầu tà đắc tài cầu lục đắc lộc và các kẻ đi quan đi làm quan thì quan yêu dân chuộng quan yêu dân chuộng giúp nước hộ dân để cho dân chúng làm giàu kẻ đi học để thi tài học phần thi được tú tài để được sau này làm quan giúp nước hộ dân để cho dân có văn hóa và được có văn hóa với có được sức khỏe lại với có được tất cả mọi thu nhập được nhiều. Hôm nay thì em có thấy là có nhiều người mặc trang phục áo dài thì người ta là người dân tộc Kinh ở Trung Quốc hay là người Việt Nam qua đây hả? Cũng có dân tộc Kinh Trung Quốc và cũng có chị em bà con Việt Nam và tóm lại là cùng nhau dân chúng cũng chú tâm để ý và nhất có ý tứ và để có danh sách và nề nếp để được vui tươi đón cái ngày lễ này. Ngày lễ của mình là diễn ra trong bao nhiêu ngày ạ? Là từ mùng 9 cho đến 16 tháng này. Đến 16 tháng này. Vâng. Là ngày nào mình cũng sẽ tập trung ở đây và cúng kiến. Từ hôm nay đón tiếp năm vị vua cha về. Thì ngày mai là mùng 10 là ngày tế cả giết lợn để mà tế thần. Thì từ đến 11 12 13 14 rằm còn có ngồi chầu cổ nữa. Để coi có tất cả gọi là dân chúng kinh tộc dân tộc Kinh để ra ngồi mâm ngồi cổ để có đầy đủ mâm cao cổ đời để cúng thần. Em thấy anh là người Kinh Trung Quốc nhưng mà tiếng Kinh của anh rất là giỏi, tiếng Việt của anh rất là giỏi, thì anh tự học hay là anh đi học ở trường hay sao ạ? Nói chung cụ tổ từ trước khi là ở Phúc Kiến sau này tràn lan cho đến các nơi đến các thế giới và về đến Việt Nam sau nghe lại là cụ tổ ngày xưa là cũng lưu về đến Việt Nam xong đó làm biển thì sau này từ Phúc Kiến dạt đến Việt Nam xong đến Hải Phòng sau này thì lại làm biển thì dạt về bên trà cổ không có và đến bản Mỹ này U Đầu Sơn Tâm và còn một thôn nữa cũng là Kinh dân tộc Kinh thì nói chung là chú biết nói cái tiếng Việt này cũng nhờ tổ tiên ngày xưa
thì nói chung là giữ lấy lời cụ tổ và dân tộc Kinh cũng biết được có ăn có nói, nhưng mà nói tóm lại là không biết chữ. Không biết chữ thì nói là nhưng mà nói được. Thế thì chú có hay về Việt Nam chơi không? Chú cũng có đi. Trước kia mở cửa khẩu thì nói chung là hai bên giao lịch thì cũng được nhờ nhà nước hai bên mở rộng đi làm ăn thì cũng có đi lại lại để làm ăn thì cũng được một tí kinh tế thu nhập từ Cà Mau, Cần Thơ, Quy Nhơn, bên thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tức ngày ông thăm thăm qua Bác Hồ cái tưởng của Bác Hồ, cái nhà Bác Hồ rồi, cũng được biết Bác Hồ với Mao Trạch Đông gọi là núi lên núi sông lên sông, thì nói chung là cũng có cùng đảng lãnh đạo, thì hai bên nhân dân cũng được đoàn kết hài hòa, cùng nghe một tiếng gái mà cùng để đoàn kết cho anh em bà con đoàn kết để làm ăn cho phát đạt. Hôm nay con thấy trang phục của chú là khác hơn so với những người khác, thì không biết là chú sẽ đảm nhiệm vai trò gì trong lễ hội hôm nay ạ? Trong lễ hội thì chú thì cũng có cái gì, nhưng mà muốn nói đại khái là tông từ hồi hồi phục đình thành lập đình lại thì chú cũng có lòng mà cống hiến vào, cho nên cái ngày không được dân chúng thì người ta nó cũng để cho anh cho chú một tí cái điều ăn tiếng nói và khoan bảo cho cùng nhau, nhiều lúc thì cùng nhau để giao lưu và họp hỏi để cho cùng nhau đoàn kết làm theo sung họp để cho hội đình cho được vui và tiếp lời tất cả vua cha để cho cùng nhau có lòng để đến cho cùng đoàn kết. Con cảm ơn chú. Chúc chú ngày lễ vui vẻ và ngày lễ hội cờ đình được diễn ra tốt đẹp ạ. Cảm ơn cháu. Cháu là tên gì? Dạ con là Phương, con là người Việt Nam. Con người Việt Nam. Dạ. Thế hôm nay đoàn tất cả tổ chức có bao nhiêu người đến? Con chỉ có 2 người thôi. 2 người thôi. Vậy cứ vào đoàn Việt Nam này để cùng ăn nhá. Cùng ăn trưa nhá. Con ấy góp vui. Bây giờ ngoài kia có hội đình rồi. Ấy rồi. Dạ. Cảm ơn nhá. Dạ, ơi cũng mong chúc trong hai nước nhân dân chúng ta, vâng, đảng lãnh đạo cho tốt đẹp và anh em cùng nhau đoàn kết, tôn trọng nhau để cho hai bên để được đảng lãnh đạo để đoàn kết để làm ăn cho phát tài và các kẻ làm quan yêu dân chuộng cùng giúp nước hồi lên làm tốt và các kẻ làm bãi hạ dân hạ than, các vị quân thông thiên vạn tái, các quần cháu để khỏe mạnh trẻ lâu và giúp nước đại chiến thì càng làm phát triển tốt. Cảm ơn nhá. Để tham quan cao chức. Chào các cháu. Phương sẽ ở lại Tam Đảo thêm 2 ngày nữa. Mọi người đừng quên nhấn nút like video, đăng ký kênh để xem thêm nhiều hơn về người Kinh Tam Đảo nha.